Thì phía trước màn hình màn ảnh nhỏ mà mọi người đang đón xem, đây là một chiếc Isuzu GS29 HB, xe đã được kiểm tra thay nhớt đầy đủ hết. Thì một cặp vỏ trước mới 716, thành mâm có sơn dặm lại, thành mâm có sơn dặm lại cho nó đẹp nha mọi người. Đó, lốp thì bên em đang đi lốp mới 716, nước sơn trên dàn áo là nước sơn rin, còn phần dưới lốp này thì có sơn dặm lại nha mọi người, sơn dặm lướt qua lại. Đó, bây giờ em sẽ quay cận cảnh cho mọi người cùng xem. Cầu bọn thì khô ráo, em đã kiểm tra kỹ hết rồi, không xì dầu chảy nhớt gì hết. Đó, hai bên luôn, bên này nữa, họ thước bên này cũng được em thay mới, em cửa hàng thay mới, bỏ 716. Logo đặc trưng và hai đèn sáng, mua xe nhìn rất là bắt mắt rồi. Đó, người về mọc sơn rất là láng bóng. Thiên nhiên điện đèn còi rồi còn hoạt động đầy đủ, đã kiểm tra và test thử nha mọi người. Đây, thông số lốp sau của nó sẽ đi là lốp 1126, bỏ rin theo xe, gai còn khoảng 90% như mới, không răng nứt. Hai bên lốp còn khá là mới nha mọi người. Đó, vành mâm sau cũng được sơn dặm lại. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay cửa hàng mới về thêm con Isuzu GS29 đấy. Đó thì 29 HB. Mình cùng quay sơ cho mọi người cùng xem, cùng tham khảo về dòng xe này nha. Và lốp mà còn khá là mới nha mọi người. Đó, vành mâm có sơn lại dặm lại, sơn lại. À, đây là nước sơn rin của nó nha mọi người. Màu nước đẹp. Và sau 1126 rồi lên xe. Cabin máy lạnh còn đầy đủ hết. Chào khô ráo. Nó không rã nó gì hết nha. Nó còn khá là mới nhưng mà còn ngã gió 50%. Trong cabin nó cũng còn khá là mới. Số cơ là hệ thống thùng dầu, thùng dầu được đổ đây và nó được chuyển động xuống bên dưới này, dưới hai thùng dầu hai bên chuyển động qua đây, là phía bên lường của nó này không rồi dầu qua này. Đó, khá là còn đắt nè. Ui, để mình mở cái động cơ ra cho mọi người cùng xem nha.
quay cái động cơ cho mọi người cùng xem. Động cơ thì khá cũng còn khá là đẹp mọi người, nó không có bảy màu như cái con 313 được trước là quá đẹp xuất sắc rồi. Con này nó khoảng tương đương thôi, chỉ tương đương như vậy thôi, nó khoảng 7-10 với con kia thôi mọi người, không đẹp bằng con kia đâu. Con kia đợt trước là quá xuất sắc, con này heo bét cũng còn khá là đẹp. Máy E3CD 1498 đó. Đây là hệ thống bơm ben, bên trước này là bơm trợ lực tay lái, di động xuống phía dưới phần này rồi đó. Lốc lạnh, máy lạnh đâu còn đầy đủ hết nha mọi người. Mình nổ máy cho mọi người cùng xem thử nha. Đây là bên trong cabin của xe, hệ thống số cơ đây. Càng cái này là càng nhanh chậm, đây, số chạy. Thì bên trên này là hệ thống tiếng lùi đó. Con này thì nó chạy được 951 giờ đó. Hệ thống còn đầy đủ hết, điện đèn coi, không máy lạnh thì nó sẽ nằm trên này, AC trên này hết, gió sóng lạnh nè mọi người, chuyển chế độ sửa kính rồi đó. Con này là phần ga tay, đây có hệ thống ben này mọi người nha, hệ thống ben nè, tất cả đều còn hoạt động đầy đủ hết. Con này đó sẽ là hệ thống số xới, 4 số xới nằm đây đó. Để mình nổ máy cho mọi người cùng xem nha. Chìa khóa lên, rồi. Máy thì đã nổ rồi, cho mình bỏ cái lưới này qua không thì cho nó không có bị hết. Bên trong lưới cũng còn khá là đẹp mọi người thấy không, cái sườn rình của nó này khá là mới. Để mình đi ga lớn, đi mình đi ga 20 nè nhau rồi, tại mình đang đi ga 20 nè. Đó, rồi thấy rõ, ra 20 rồi. Đi ra lớn thử rồi sao. Máy thì kiểm tra kỹ rồi nha mọi người. Giờ mình quay sơ lại cho mọi người xem cái máy thì đã kiểm tra rồi. Mẫu em máy. Điều hòa nó sẽ được ra bên này nha mọi người. Hiện tại thì mình đang ngồi trong cái khoang lái của cái xe này. Nói chung là này nó hơi so với chiều cao của mình thì
cái trần xe này nó gần như đụng đầu luôn mọi người. Này tầm người tầm nhỏ nhỏ con thì ngồi lái nó cũng thoải mái, người lớn thế mà cao hơi cao tới thì nó sợ nó đụng đầu mọi người. Không gian lái thì nó cũng rộng lắm chứ không có ấy, nhưng mà cái nóc này nó hơi thấp. Đó. Hệ thống ben rồi các thứ rồi mình đã kiểm tra kỹ tốt hết nha mọi người, cái sau rồi đầy đủ hết đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem video này. Nếu mọi người xem video thấy hay thì hãy lẻ một like, một like và một đăng ký để ủng hộ kênh em nha. Thì em sẽ cập nhật liên tục những cái xe mà bên cửa hàng mới về cho mọi người, và con mình có nhu cầu sử dụng thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng để biết thêm thông tin về xe nha. Cảm ơn tất cả mọi người, chào tạm biệt mọi người nha.